luôn luôn khấn hoàn cầu, xin cho mọi người trên thế giới được lòng tin mạnh mẽ như tổ phụ Abraham và đạt tới địa vị làm dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thánh danh ta đã bị các ngươi xúc phạm. Nay các dân tộc mà các ngươi đi đến cư ngụ, ta sẽ thánh hóa danh cao cả ta đã bị ta, để các dân tộc biết ta là Chúa, Thiên Chúa các đạo binh phán. Khi ta tự thánh hóa nơi các ngươi, ta sẽ quy tụ các ngươi từ các nước và dẫn dắt các ngươi trên đất các ngươi. Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên các ngươi, các bụt thần. Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, đặt giữa các ngươi một thần trí mới, em bằng thịt. Ta đặt thần trí ta giữa các ngươi, làm cho các ngươi thực thi các huấn lệnh ta, làm cho các ngươi tuân giữ và thực hành các lề luật ta. Các ngươi sẽ cư ngụ trong sức xứ ta đã ban cho tổ phụ các ngươi. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dùng lời kinh thánh giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ vượt qua. Xin cho chúng con được thông hiểu lòng nhân hậu của Chúa đối với chúng con, để những hồng ân Chúa ban tặng ở đời này giúp chúng con vững vàng tin tưởng sẽ được Chúa ban muôn phúc lộc đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cùng phải sống đời sống như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cục một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị hư hủy đi, hầu cho chúng ta không còn là nô lệ tội lỗi nữa. Vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với Người. Vì thế, rằng Đức Kitô khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi. Mà khi Người sống lại, là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống trong Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.